kẻ song trùng và những câu chuyện bản sao ám ảnh nhất. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Khám Phá. Các bạn thân mến, có bao giờ các bạn thấy người khác nói rằng trông mặt bạn quen quen, hình như gặp ở đâu đó rồi không? Có thể không phải vì gương mặt của bạn quá phổ biến đâu, mà có thể là bản sao của bạn hay là kẻ song trùng của bạn đang tồn tại ở đâu đó. Hay có khi nào bạn nhìn thấy bản sao của mình mờ ảo hiện ra trong gương hay không? Nếu như bạn đã từng gặp phải thì xin chia buồn với bạn, bởi vì có thể bạn không thể sống lâu thêm nữa. Trong lịch sử đã có rất nhiều câu chuyện đáng sợ liên quan tới kẻ song trùng như vậy. Vậy, kẻ song trùng là gì? Và điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn gặp song trùng của chính mình? Ngay bây giờ hãy cùng với Top 1 Khám Phá chúng mình tìm hiểu nhé! Kẻ song trùng là gì? Kẻ song trùng hay Doppelganger là một từ có nguồn gốc xuất phát từ tiếng Đức. Theo như mô tả bởi các tài liệu cổ xưa, Doppelganger là bản sao kỳ lạ của một người hoặc nhiều người đang còn sống và bạn có thể cũng đang có bản sao của mình hoặc ngược lại ở đâu đó trên trái đất này. Bạn cũng có thể thấy chúng xuất hiện ở trong gương hay trong các tình huống kỳ lạ nào đó. Một trong những tài liệu cổ nhất về Doppelganger là trong kinh Juvanism. Theo đó, tôn giáo này đã thực hiện hóa sự trừu tượng của lửa bằng một cặp song sinh. Ahura Manu và Ahura Mazda tượng trưng cho thiện và ác. Trong thần thoại Ai Cập cổ, từ Ka là để chỉ một người có ngoại hình, kỷ niệm và cảm xúc gần như giống hệt một ai đó. Còn theo quan niệm của phương Tây, kẻ song trùng đã được cho là một thực thể do quỷ dữ tạo thành. Chúng là những đứa trẻ được quỷ sinh ra và đánh cháo với con của người dân, nên lớn lên sẽ mang tới tai họa cho nạn nhân. Một số người cho rằng, kẻ song trùng hay đôi lúc gọi là quỷ sinh đôi có thể sẽ cố gắng cung cấp lời khuyên cho người mà chúng ám ảnh. Nhưng lời khuyên đó có thể gây lầm lạc và rất hiểm độc. Chúng cũng có thể gieo vào đầu óc nạn nhân những ý tưởng nham hiểm hoặc đẩy họ vào trạng thái mất lý trí. Vì lý do này, mọi người đã được khuyên rằng bằng mọi giá không nên cố gắng liên hệ với kẻ song trùng của chính họ. Ngày nay, cụm từ này cũng được chấp nhận dùng để ám chỉ những người xa lạ nhưng giống nhau y xỉ đúc trên thế giới. Tuy nhiên, nếu so sánh thì hai ý nghĩa này diễn tả hai hiện tượng khác nhau hoàn toàn về mặt bản chất. Những câu chuyện đáng sợ. Không ít người trên thế giới này tồn tại một song trùng, một phiên bản giống hệt mình ở diện mạo nhưng sống một cuộc đời khác biệt ở nơi nào đó trên thế giới này. Sẽ có người nghe thấy mọi người nói rằng đã gặp mình ở đâu đó rồi, nhưng thực tế là hai bên chưa hề gặp nhau. Đối với những trường hợp song trùng thường thấy thì chỉ là người giống người về bề ngoài, như gương mặt và dáng người. Thế nhưng cũng có tồn tại những trường hợp khác khó có thể lý giải. Một trong số đó là trường hợp của Emily Sage. Câu chuyện của Emily được tác giả người Scotland Robert Del Owen ghi lại trong cuốn sách của mình xuất bản vào năm 1860. Robert đã nghe được câu chuyện về Emily, con gái của Byron, từng theo học tại một trường nội trú nổi tiếng nằm ở Lavia ngày nay, vào năm 1845. Năm đó, Emily đang làm giáo viên công tác tại ngôi trường này. Được biết, Emily chào đời vào thế kỷ thứ 19 tại Pháp. Sau này trưởng thành, cô kiếm sống bằng nghề giáo viên. Emily được miêu tả là cô gái xinh xắn, thông minh, đáng yêu và theo lời nhận xét của mọi người, cô là một nhà giáo tốt. Thế nhưng, Emily lại gặp khó khăn trong việc duy trì công việc ở trường bởi sự bám đuổi bởi song trùng của chính mình. Đáng nói hơn, song trùng của Emily lại là một bóng hình mờ ảo. Đối với Emily, song trùng giống như một lời nguyền. Emily đã bị 18 ngôi trường sa thải chỉ trong vòng 16 năm đi dạy chỉ bởi vì song trùng kỳ lạ của mình. Ngôi trường thứ 19 nhận Emily vào làm chính là nơi các nữ sinh nhà giàu theo học. Lần đầu tiên song trùng của Emily xuất hiện là ngay tại lớp học. 13 học sinh khi đó cho biết, Emily đang giảng bài thì bất ngờ song trùng của cô giáo hiện ra bên phải và bắt chước theo tất cả hành động của cô. Tất cả mọi người trong phòng học khi đó đều nhìn thấy song trùng của Emily nhưng bản thân cô thì không. Ngoài ra, song trùng còn xuất hiện ở nhiều dịp khác. Khi thì nó ngồi ăn ngay bên cạnh Emily, lúc thì ngồi trong lớp khi Emily đang giảng bài. Có một lần Emily đang giúp học trò lên đồ cho một sự kiện đặc biệt thì song trùng của cô xuất hiện. Nữ sinh ấy nhìn xuống thì phát hiện đến có hai cô giáo đang chỉnh váy cho mình đã ngất xỉu ngay lập tức.
Có một lần, lớp học 42 nữ sinh đều nhìn thấy Emily đang ở khu vườn để học cách gieo hạt. Khi đó, Emily bước ra khỏi khu vực đó một lát rồi đi đến lớp học và ngồi trên bàn giáo viên. Các em học sinh lúc này không chú ý lắm, cho đến khi một nữ sinh phát hiện, thực tế Emily vẫn đang đứng ở sân vườn làm công việc của mình. Hơn 42 người trong lớp học vô cùng hoảng loạn, nhưng vẫn có vài học sinh gan dạ đã tiến đến để cố chạm vào song trùng của Emily, nhưng tay của họ lại lướt xuyên qua người của cô. Dù vậy, các nữ sinh này cho biết họ có cảm giác như bàn tay lướt qua một lớp vài giây. Có rất ít những lý giải cho trường hợp song trùng đặc biệt của Emily. Thực tế là có rất ít những vụ song trùng xảy ra trong lịch sử, và câu chuyện của Emily là đáng sợ nhất. Nhiều người cho rằng mỗi khi song trùng xuất hiện, Emily thật sự sẽ trở nên mệt mỏi và vô hồn, như thể một phần của cô bị biến mất. Khi song trùng biến mất, Emily lại được trở về làm chính mình. Về vụ việc ở sân trường, Emily cho biết thời điểm đó cô rất muốn trở lại lớp học để xem chừng các em học sinh, nhưng cuối cùng cô đã không làm như vậy. Điều này khiến một vài nhà lý thuyết huyền bí tin rằng song trùng của Emily hình thành từ nỗ lực muốn trở thành một giáo viên ưu tú và muốn theo sát các em học sinh của Emily. Nhiều người khác cho rằng song trùng của Emily xuất hiện để thực hiện những hành động mà cô đang làm ở một vũ trụ khác, nơi cô thường đưa ra những lựa chọn khác biệt hoàn toàn với thế giới thật. Dù lời giải thích là gì đi chăng nữa, thì câu chuyện về Emily và song trùng kỳ lạ của cô vẫn được mọi người nhắc đến cho tới tận ngày nay. Trường hợp này vừa thú vị, vừa đáng sợ và khiến người ta không khỏi thắc mắc rằng liệu song trùng của chúng ta có đang tồn tại ngay bên cạnh, nhưng chính bản thân chúng ta lại không nhận biết hay không? Các tài liệu hay sách báo cũng từng ghi nhận những trường hợp song trùng của những người nổi tiếng trong lịch sử. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé! Lincoln và bản sao của mình. Chính Tổng thống Abraham Lincoln đã từng nhìn thấy hồn ma của mình trong gương một đêm sau khi thắng cử lần đầu tiên năm 1860. Khi về đến nhà, ông giật mình khi nhìn thấy mình có tới hai khuôn mặt ở trong gương. Một Lincoln bình thường và một Lincoln nhợt nhạt ma quái. Lincoln nói, gần như đầy đủ, nhưng khuôn mặt của tôi có hai hình ảnh riêng biệt và giống hệt nhau. Kỳ quái hơn nữa là sau khi gặp bản sao của mình, Lincoln và gia đình liên tục gặp chuyện xui xẻo. Đó là cuộc nội chiến nước Mỹ xảy ra ngay sau khi ông nhậm chức. Đứa con thứ ba của ông, đó là William Wallace Lincoln, qua đời vào năm 1862 khi mới hơn 11 tuổi. Và cuối cùng là chính bản thân Lincoln bị ám sát vào năm 1865 sau khi tái đắc cử lần thứ hai. Nhà văn pháp nổi tiếng Guy de Maupassant. Khác với Lincoln, nhà văn pháp nổi tiếng Guy de Maupassant lại có những trải nghiệm khá thân thiết với hồn ma bản sao của mình. Hồn ma này thậm chí còn kể chuyện cho nhà văn nghe. Ông thừa nhận rằng cuốn truyện ngắn kinh dị Le Hola được ông viết bắt đầu từ câu chuyện của hồn ma này. Tuy nhiên, cho dù thân thiết đến mấy, ông cũng không tránh khỏi cái chết ít lâu sau đó. Từ đó, truyện ngắn Le Hola đã trở thành tác phẩm cuối cùng của ông. Catherine Đại Đế. Catherine Đại Đế là vị nữ hoàng đầy quyền lực và là một nhân vật nguy hiểm của Nga vào thế kỷ thứ 18. Bà không hề sợ sệt trước những câu chuyện ví dụ như là nhìn thấy kẻ song trùng của mình tiếp quản vương miện. Chuyện kể lại rằng, một đêm, nữ hoàng Catherine đang nằm nghỉ thì hai cô hầu gái bảo rằng họ vừa mới trông thấy bà vào phòng thiết chiêu. Bà đã đến điều tra sự việc ngay sau đó và bắt gặp chính mình đang điềm tĩnh ngồi trên ngai vàng. Nữ hoàng ngay lập tức lệnh cho lính gác bắn hồn ma này. Không có ai nhắc gì đến chuyện kẻ song trùng của nữ hoàng Catherine có bị ảnh hưởng bởi chuyện đó hay không. Nhưng vị nữ hoàng này đã qua đời một thời gian không lâu sau đó. Nữ hoàng Elizabeth I. Nữ hoàng Elizabeth I trị vì Anh quốc từ năm 1558 đến năm 1603. Nổi tiếng là một nữ quốc vương am tường, bình tĩnh và có uy tín. Bà là người chẳng bao giờ muốn dính líu đến những hiện tượng siêu nhiên. Tuy nhiên, nữ hoàng Elizabeth I đã nhìn thấy kẻ song trùng của mình nằm bất động trên giường y hệt một thi hài. Và điều này đã trở thành một nỗi ám ảnh lớn vì nó mang đến dấu hiệu của tử thần. Nữ hoàng Elizabeth I đã mất không lâu sau khi nhìn thấy chính bản sao của mình. Vậy khoa học giải thích ra sao? Theo các bạn,
niềm tin vào linh hồn song sinh đến từ đâu và liệu có bất kỳ một sự thật nào trong đó hay không. Đó chỉ là một hiện tượng tâm thần. Trong khi có rất nhiều người ngày nay vẫn còn tin tưởng vào sự tồn tại của một bản thể sinh đôi, một số nhà khoa học cho rằng hiện tượng này xảy ra do chấn thương hoặc sự kích thích vào các bộ phận nhất định của bộ não, từ đó gây ra các sai lệch trong khả năng nhận thức không gian. Một số khác thì khách quan hơn cho rằng đa số là do các chứng rối loạn thần kinh, trong đó có chứng rối loạn đa nhân cách và tâm thần phân liệt. Hay một số cách lý giải khoa học cho rằng đây là kết quả của một ảo ảnh, ảo giác, hoặc là vì chúng ta đang sống trong một thế giới song song mà trong đó tất cả mọi thứ trong thế giới này đều sẽ có bản sao trong các không gian khác. Một số nhà nghiên cứu khoa học thần bí thì cho rằng ai cũng có một bóng ma của chính mình, nhưng bạn sẽ không bao giờ được gặp vì điều này sẽ gây ra mất cân bằng trong tự nhiên. Còn nếu điều đó xảy ra, định mệnh khiến bạn phải chết để cân bằng lại. Tại Mỹ, năm 2006, một nhà nghiên cứu có tên Brunell triển khai một dự án tìm kiếm những cặp đôi y hệt nhau mà không hề có mối quan hệ gì trước đó. Ông đã rất bất ngờ khi số lượng các cặp đôi được tìm thấy ngày càng gia tăng. Và điều kỳ lạ là không ai gặp vấn đề xui xẻo hay chết chóc cả. Nghiên cứu này đã được đăng trên tạp chí khoa học và làm cho con người ta lập tức nghĩ ngay tới kẻ song trùng. Điều này dấy lên khả năng rằng bất cứ người nào đó trên thế giới cũng có một anh chị em song sinh bằng da bằng thịt ở đâu đó. Sự ngẫu nhiên của tự nhiên. Có một sự thật là không ai trên thế giới hoàn toàn giống nhau, kể cả những người sinh đôi. Do đó, hiện tượng này mang tính ngẫu nhiên và trùng hợp hơn là những truyền thuyết đáng sợ xoay quanh. Và sự giống nhau về truyền thuyết gọi là sinh đôi cũng chỉ là gần giống mà thôi. Khi so sánh gen của người hiện đại với gen của người Neanderthal và Denisovan cổ xưa, các chuyên gia nhận ra rằng sự đa dạng của khuôn mặt người là một đặc điểm tiến hóa từ rất lâu. Do vậy, trải qua thời gian, tùy theo môi trường, điều kiện và hoàn cảnh sống của mỗi cá nhân, gen di truyền biến đổi, kéo theo khuôn mặt của các thế hệ sau của họ sẽ có sự thay đổi tương ứng. Dẫu vậy, qua hàng chục năm nghiên cứu, hiện tượng kẻ song trùng hay doppelganger vẫn bị phủ kín bởi bức màn đen bí ẩn chưa ai giải thích được. Còn theo bạn, kẻ song trùng là gì? Hay đã bao giờ bạn gặp kẻ song trùng của chính mình hay chưa? Hãy để lại ý kiến ở phía dưới video nhé! Đừng quên like, share video và subscribe kênh Top 1 Khám Phá, ấn nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Trên màn hình chúng mình có để lại những video hay ho liên quan mà các bạn không nên bỏ qua. Hãy click vào đó để xem tiếp nhé! Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!